đánh ghen à? Emma, this is a very very sharp cut. Yes, it's sharp, and everything. But at the same time, something quite can happen. Huh? Ơi, em lấy cho anh ít cà rốt. Okay. Lấy cho anh vào tay cái trong quá. Bye bye. Bye bye. Bye. Mà xem ai đi vào lại cứ suốt ngày cái điện thoại cứ gửi đấy. Thế à? Bướng giống bố nó. Nó còn quá cả bố nó, yeah. Bố nó còn bố nó chỉ rượu chứ bố nó còn không. Thế. Yeah. Hút thuốc lá để đi lên. Yên hùng thế cả. Đấy còn chưa có người yêu, nay mai có người yêu chắc cũng đánh ghen nó sập được anh. Tại cái gì hảo án hơn bố nó rồi. Hả? Em gì? Bố nó chỉ rượu thôi. Chị Linh ơi này. Cho nó ra kia đi. Ở đây chị sợ nó đá chị lắm. Ấy đâu cái đứa nào cầm cái cà rốt hai con đừng để nó nhòi, con phải giữ im đó để cho nó, con đưa vào tận miệng nó để cho nó ăn, nó im thì bác mới làm được. Thôi. Mày đưa cá đi, mày phải giữ nó. Là mày bê ra ngoài kia. Đúng rồi. Quả như không có cà rốt nữa còn. Thôi, bỏ ra kia đi. Mày cho ăn như thế thì. Kéo mày xuống này. Trói mày vào bây giờ. Gầy nhom hết tội nọ nợ kia vài hôm mà sức. Trưa nay nó mới bị móc mặt. Alo. Bố nhìn cái loại mà có loại 95.000 đấy. Ê Khương, mày giữ mày nhìn ra đây, cái kéo này. Loại 95.000 nó có ghi giá, con ghi màu ở đấy đấy. Chọn cái 95.000 đấy, đừng chọn cái 85. Được. Trong nhà có đấy, trong nhà có đấy. Trong nhà có thùng đấy. Ok. Vâng, vâng. Đó, bây giờ kiểm tra cái này. Ok, một nút. Nút này. Tự nhiên. Đau quá. Đây một tay đỡ cả mặt. Điện hút bê rồi, không bị đau. Chân nó cực chân rồi chứ hai ba hôm rồi làm biết
suốt ngày ngày nào cô cũng phải băng bó mới rửa ấm chấm với bôi được. Toàn sợ gãy thường một tay gãy gãy ngực nó đi Toàn mà ăn như thường rồi nên tay cả lớn rồi không béo được ấy. Okay. Ăn nhiều lắm có khô có tươi rồi cám lúc nào cũng được ưu tiên hơn tất cả các phần khác. Chào lên chào xuống chắc vẫn xuống vật chưa Yên vẫn đã về không? Mấy giờ chưa đây mà nãy chị dặn em là 4 giờ anh phải sang là cô không ở đây. Thế rồi cô loanh quanh đến giờ này cũng vẫn ở đây. À. Hôm nay chắc thì còn xịt đấy. Dạ được ạ. Còn vui lô thế.